Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là YouTube Em Hero đây. Và hôm nay là một ngày rất đặc biệt, chúng ta còn khoảng hơn 4 tiếng nữa thôi thì chúng ta sẽ đến, bắt đầu với giải đấu chung kết giải đấu một cái ngày mình chờ đợi rất là lâu rồi. Một ngày chờ đợi mà mình phải nói là cả năm trời mình chọn chờ đợi những ngày như này. Là ngày cuối cùng để CIL Final. Và hôm nay chủ đề mình clip lần này mình sẽ dự đoán và đưa ra tỷ lệ thắng của tất cả các team. Sự là đến được vòng này rồi team nào cũng mạnh cả, nhưng mà tuy nhiên thì với những kết quả vừa rồi chúng ta có thấy là đoán được phần nào là team nào sẽ thắng. Nhưng mà chúng ta game là game đấu mà chưa chưa bắt đầu game mà chúng ta vẫn chưa biết được là kết quả như nào. Ok, thì đi qua một chút về format. Format thì chúng ta vẫn có là 1v1, đầu tiên mình nghĩ là 2v2 trước này, sau đấy 1v1, sau đó kết hợp giới hưu này và 1v1. Còn đối với mình nghĩ là ở bên ra cái trận đấu phía bên ngoài về nhánh à về tứ kết thì mình nghĩ là sẽ đánh BO3, tại vì là theo format của một mùa năm ngoái thì mình nghĩ là đánh BO3 sẽ có là 2v2, sau đây là kinh nghiệm giới hưu, sau đấy là 1v1 giống như kiểu CIL West vậy, tức là format vẫn giống kiểu CIL West. Thì nói qua một chút về giải đấu Fry Pool thì chúng ta có thấy là phải nói là đây là một game đấu mà một 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 giải đấu Clash Royale, là phải nói là giải tổng giải thưởng nó rất là lớn đấy, so với rất là lớn. Tổng giải thưởng còn nếu mà được giải nhất thì chúng ta sẽ có 150.000 đô, tương đương với lại khoảng độ chúng ta không phải đóng thuế nhé. Mình nhìn theo một nguồn tin là chúng ta không phải đóng thuế, cứ cầm 150 đô về tiền mặt tiền tươi luôn, hoặc chuyển khoản. Thì mình nghĩ là chuyển khoản thì nó đúng hơn. Thì 150.000 đô thì tương đương với lại khoảng độ hơn 3 tỷ, hơn 3 tỷ 3. 3 tỷ 4 xong có tiền Việt Nam. 100.000 đô vị trí thứ hai thì sẽ là 2 tỷ 2, 2 tỷ 3. 50.000 đô thì là 1 tỷ 1. 1 thì 150 và 25.000 đô là tầm độ khoảng 600 600 rưỡi. Thì đi qua một chút mình dự đoán, theo mình dự đoán này, dựa vào kết quả mà thể bộ mặt thể hiện của các team thì mình dự đoán như này. Mạnh dạn thể đoán. Đối với thì giải giữa Liquid và OGN thì mình nghĩ là theo mình nghĩ là đây Liquid sẽ thắng. Tại sao mình nghĩ dịch Liquid sẽ thắng? Bởi vì là team Liquid là một team rất mạnh. Một team rất mạnh. Một team mà phải nói là thể hiện một sự đồng đều. Hơn nữa là chúng ta hôm nay có cả Eagle, anh ta là một player phải nói là khét tiếng, một pusher khét tiếng. Anh ta sẽ có những bài đánh rất gọi là mang một luồng gió mới. Tuy nhiên, một mình Eagle anh ta là đánh gọi là đánh rất tốt với deck Motabed, tuy nhiên thì một mình anh thì không thể làm nên được cái gì cả. Và mạnh dạn thì mình đoán là OGN sẽ thua và Liquid sẽ thắng và sẽ vào bán kết gặp team SK, và tỷ lệ thắng mình nghĩ là 6-6-5-4-5 6-5-4-5 cho cái cặp đấu này. Phải qua một chút về VMG và Nova. Thực sự đây rất là một cặp đấu rất là buồn, bởi vì đây là nội bộ của Trung Quốc. Mình nghĩ là sẽ ví dụ VMG sẽ chuyển sang đánh với OGN, họ chuyển sang đổi chỗ cho OGN, đại loại như vậy. Tuy nhiên thì rất là buồn cho hai team của chính Nga, vì đã ngay từ vòng tứ kết đã đánh với nhau rồi. Thì mình nghĩ là team nghiêng về Nova nhiều hơn, bởi vì là các gần như là các cái giải đấu CIL China thì gần như là Nova win, Nova đều thắng. Nova nhỉnh hơn một chút so với lại những team của Trung Quốc, đặc biệt là với VMG. Mặc dù là VMG luôn là một phải nói là cố gắng rất là nhiều. Ở bán kết 1 thì mình nghĩ đó là SK. SK phải nói là đây là một team cực cực kỳ mạnh luôn, cực kỳ mạnh. Họ đàn áp tất cả mọi thứ, họ sức mạnh của họ đấy không đến từ một tập thể có giàu kỹ năng này, và đến một tập thể có sự kết hợp với nhau rất là nhuần nhuyễn, và hơn nữa là kỹ năng của từng player cực kỳ tốt luôn. Hơn nữa thì có một điều là team Liquid mùa này, ngày hôm nay mình nghĩ là Eagle sẽ đánh cho
thay thế cho Sui của CS hay là Bill Gobi. Tuy nhiên thì một mình Eagle anh ta chỉ đánh tốt với một tab thôi, những cái deck còn lại anh ta gần như không tốt. Thì mình nghĩ là anh ta rất dễ biết bài đặc biệt. Nhưng mà có một điều là khi nếu liệu rằng là Eagle anh ta có thể cân được team không. Còn với không gian vẫn có Sugar CS và Canario. Nhưng mà mình nghĩ là SK vẫn thắng. Tại vì SK rất rất mạnh. Ở cái vòng bán kết thứ hai, mình nghĩ là mình support cho Pháp, vì vậy là mình muốn là Pháp win. Mình nghĩ là Pháp win, nhưng mà tỷ lệ phần trắng chỉ là 55-45 thôi. Mình nghiêng về Nova và nguyên về Pháp một chút. Và mình nghĩ là Jack sẽ thắng. Jack sẽ là một người cần team với tôi. Tuy nhiên Nova là một team rất rất mạnh. Nhưng mà mình mới support cho Jack. Vì vậy mình nghĩ là Pháp sẽ thắng. Mình nghĩ là Pháp sẽ thắng. Mặc dù là mình biết là Nova là một team rất mạnh khi mà đấu đầu với lại Pháp. Về đoán và tỷ lệ ở trong chung kết là như nào, mình sẽ đặt 60% cho SK và 40% còn lại cho Nova, cho Pháp. Ở cái phần chung kết thực sự là phải nói là khi SK mà gặp Pháp mà gặp SK ở trong chung kết thì gần như là chúc mừng cho Pháp rồi. Tuy nhiên thì Pháp đến đây là gọi là quá tuyệt vời rồi. Nhưng mà hiện tại thì mình không nghĩ là Pháp có thể vượt qua được SK. Mình không nghĩ là với Pháp vượt qua được SK. Tại vì là theo những người mà mình đã từng hỏi là họ dự đoán như nào, họ dự đoán Pháp có thắng, họ dự đoán team nào sẽ thắng, thì mình nghĩ là họ đều nói là 100% đều là SK Gaming. Và mình nghĩ là SK ngày hôm nay sẽ thắng. Đây là dự đoán của mình. Và các bạn như thế nào, các bạn có hào hứng với lại, các bạn có đồng ý với lại quan điểm của mình không? Bởi vì các bạn có suy nghĩ như thế nào, hãy comment cho mình biết. Và chúng ta sẽ còn độ khoảng hơn 4 tiếng nữa chúng ta sẽ bắt đầu CIL Final will start in over 3 hours. See you guys, see you. Chúng ta cùng chờ xem nha, và nhớ nhận được quà ở trên đây đấy. Bye bye. Subscribe.